Chào mọi người, mình là Trung, bây kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu giá bèo cho anh em lựa nha. Còn ai ưng coi giá cao thì cứ comment vào đấy. Mình thấy đông đông anh em có nhu cầu thì mình lại chơi một video giá cao. Đồ xịn. Rồi để mình dồn qua quay cái mình quay tiếp cho mọi người nha. Đầu tiên, cái cần này đi. Olympic nha mọi người. Cái cần Olympic. Bát nhựa này, bát nhựa Olympic luôn. Đây. PG. Đây. Này nó ghi. Đây, Olympic. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 70%. Đây. Nó mắc hết đá là thay về thay ba cái fan này đi. Đầu bu Fuji này, đầu bu Fuji nhá, đầu bu Fuji mà cũng mắc đá luôn rồi. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 77cm, đột 2 ly, cân nặng 180g, giá 80.000. Giá này có bèo không mọi người? Số 1 80. Đấy. Câu như là lấy cái phôi về chế phan đó. Tiếp theo. Cái cần này. Gina xuất Nhật nha mọi người. Đấy. Gina. Còn khá là ok. Đấy, màu sơn thì còn khá là ok, khoan thì hơi bị dỉ. Con này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%, 80-85%. Mình không, cái nhận xét của mình về cần nó không tính ở cái khoan nha mọi người. Cái khoan là mình quay rõ cho mọi người. Còn về cái phần trăm cái cần thì mình nhận xét về cái nước sơn của nó thôi. Đấy. Còn lại những cái này thì mình quay rõ cho mọi người thấy. Như cái này là mắt đá này. Đấy. Ok. Về mọi người lấy cái phôi này mọi người ưng chế tạo cho nó là chế nhá. Một, hai lóng, ba lóng, bốn lóng tất cả nha mọi người, bốn lóng. Đây bát. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 98cm, đột là 2,8 ly, đột 2,8 ly, cân nặng là 300g nha mọi người, cân nặng 300g. Cây này cây số 2, 190.000. Số 3 là một cái cần Shimano, chất liệu là phíp. Đây, ngoại hình của cái cần này khoảng 80%, dàn phan của nó thì bung bát rồi. Đấy, về thay hết đi. Còn đầu bu đây, đầu bu thì còn đá đây nha mọi người. Còn đá, đầu bu Fuji nhá. Đấy. Đọc nè. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhá. Bát Fuji. Cần này dài 2m7, thu vào là 99cm, đột là 2,4 ly, cân nặng là 180g. Đấy. Cái này cây số 3, 170.000. Số 3, 170.000 nha mọi người. Số 4 là một cây cần tay hiệu Apollo.
Abolo nha mọi người. Cần này chất liệu là fib, ngoại hình của cái cần khoảng được 80%. Nhận định là theo cái của mình, còn mọi người có một nhận định về cái phần trăm riêng đấy, mình nhận định là theo của mình nhá, còn không có ai có một cái quy chuẩn mà đánh giá về cái phần trăm nó cố định cả đấy. Này cái chỗ phần đuôi đọt này nó bị nứt rồi nè, này nứt bể chỗ này này, về một là mọi người gia cố, hai là mọi người cắt đoạn này đi, mọi người thay đọt hoặc là gia cố lại cái đọt này nhá. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng tất cả. Cái cần này dài 5m3, thu vào là 1m03, đọt là 1 ly, cân nặng 380g. Cái này cây số 4, 190.000. Số 4 190.000 nha mọi người. Số 5. Đây, số 5 là cái cần này. Chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Khá là đẹp. Đấy. Khoan của nó còn đá còn đổ luôn. Đó, cái này hoàn thiện luôn nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng tất cả. Bát vặn nhé. Đây. Rồi, nó còn cái xốp chỗ này nó còn cái bọc nhựa luôn này, rất là mới nhé. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m03, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 200g nha mọi người. Cây này cây số 5. Số 5. 170.000. Số 5 170.000. Số 6. Số 6 là một cây cần Daiwa. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80-85% trở lên. Đấy, dàn khoan thì cũng bung bát rồi. Đây, đầu bu đây. Ok, đầu bu như thế này. Chắc về thay khoan thay luôn cái đầu bu cho rồi. Nhìn cũng hơi rỉ bong bóng rồi nhá. Đọt của nó khá là cứng nha mọi người. 1 2 3 4 lóng tất cả nha người, 4 lóng. Bát FX7 này. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m16, đọt là 3,2 ly, cân nặng là 540g. Cái này cây số 6, 150.000. Số 150.000 nha mọi người. Đóng cái nắp này lại. Số 7 là một cái cần Olympic dài 3m9. Đây, cần Olympic nha mọi người. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80-85% trở lên. Đấy. Này. Dàn phan của nó cũng khá là bung bát rồi đây. Này, đầu bu. Ok. Một lóng, 2 3 4 lóng nha mọi người, cũng là 4 lóng.
Bass Fuji FX7. Cần này dài 4 m, thu vào là 1 m 1, đột là 2,9 ly, cân nặng là 340 g. Đấy, giá 200. Cây này cây số 7. Số 7 nha mọi người, số 7. Thôi cây này mình bán 190 nghìn. Số 8 là một cây cần của hiệu gì đây? Rồi không thấy tên luôn. Nhưng mà được cái bát Fuji là biết hiệu cũng ok rồi đấy. Bát Fuji, đầu bu Fuji luôn nhé. Bát Fuji, đầu bu Fuji luôn. Bát Fuji không ta? Fuji. Rồi. Đấy. Một lắm. 2 3 4. Cái này ngoại hình khoảng cỡ 80% cho mọi người. 80 đến 85%. Nó chỉ bị một cái vết xước chỗ này là hơi nặng nặng tí thôi này. Đó. Cái này dài 3,5 m, thu vào là 97 cm, đột là 2,8 ly, cân nặng là 360 g. Cái này số 8 140 nghìn. Số 8 140 nghìn nha mọi người. Số 9 là một cây cần đây. Nhãn hiệu của nó đây, China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên. Đấy, dàn phan của nó bẩn thôi nha mọi người, bẩn thôi chứ đủ đồ. Đấy, phan của nó bẩn về rửa cho nó sạch đi. Nhưng mà nó đủ đồ nhá. Đọt của nó nè. 1 lóng 2 3 lóng thôi, 3 lóng tất cả. Cái cần này dài 2,7 m, thu vào là 1 m, đột là 2,2 ly, cân nặng là 210 g, giá 180 nghìn. Cây số 8 180 nghìn. Số 9 là một cây cần tay. Cây này thì nội địa nhập chắc cứu luôn. Đây, chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó khoảng 85% trở lên nha mọi người. Chỗ này dính cái keo nha mọi người. Về gỡ ra thôi. Keo giấy á, về gỡ ra thôi. Ta.
cái này nó mắc cái đọt mất rồi nha mọi người. Mắc đọt rồi. Mọi người về gắn cái đọt riêng vào. Mắc cái đốt đọt rồi. Đấy. Nó còn máy lóng đây, mình thử coi. 1 2 3 4 4 lóng. Thêm cái đoạn đọt nữa là 5. Thêm cái đoạn đọt nữa là 5 nha mọi người. Cái này dài hiện tại là 3m2. Thu vào là 90cm nha mọi người. Cái chỗ đầu của cái lóng thứ hai đấy là 6,2 ly này. Cân nặng 240 g nhé. Cái này là số 9. Số 9 80.000. Số 9 80.000 nha mọi người. Số 10 là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đây, dàn phan của nó là kim loại trượt luôn đây. Kim loại trượt luôn nhá. Phan này là ok đủ đồ rồi nha mọi người. Đấy. Một lóng. 2. 3 lóng. Bát vặn trượt mà nó bị nứt bể chỗ này. Đấy, nứt bể chỗ này. Về mọi người quấn nhựa quấn cước xong rồi vô keo chỗ này. Nhỏ keo vô giữ cố định chỗ này nha. Đấy. Con này thì cũng cao nhẹ thì chứ không có gì đâu, phải gia cố cho nhiều. Cần dài 2m7, thu vào 98cm, đột 2,3 ly, cân nặng là 210g. Cái này cái số 10. Số 10. 100.000. Mười một là một cái cần Shimano Holiday Spin 8 Bass Fuji này. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đấy, dàn phan của nó đây. Nhưng mà ba cái phan này còn ok này. Ba phan này mình thấy còn ok, có nứt bể gì không? Ba phan này không thấy nứt bể nhé. Có cái phan cái này là thay đi thôi, vì phải thay đi. Đầu bu Fuji này. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng tất cả. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 90cm. Đọt là 2,4 ly, cân nặng 240 g. Giá của nó là 180. Nhầm. 130.000 mọi người ơi, 130.000. Đây số 11. Số 11, 130.000. Tiếp theo là cây này. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Bass FS6 này. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Dàn phan. Đây, dàn phan đây. Có bể nứt có nha mọi người. Về thay sửa gì tùy nha mọi người. Đấy. Đầu bu thì mất đầu bu rồi. Bị gãy mất đầu bu rồi nhá. Đọt thì gãy một đoạn tí nha mọi người. Một lóng, 2 3 4 5 lóng tất cả. Cần này dài 4m, thu vào là 90cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 160g. Đây là cái số 12.
20 đồng. Này số 12. À. 130.000. 12 130.000 nha mọi người. Số 13 là cái cần này, cần Olympic chất liệu là fit nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% trở lên, dàn phan này đó, phan mình thấy ok. Đấy, có một cái này bị nứt này, một cái này bị nứt chỗ này thôi, về gia cố keo là được rồi. Đầu bu Fuji này, đọc một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng cần Olympic này, bát Fuji, bát Olympic nhựa nhé, vặn này. Cái cần này dài 2m4, thu vào 90cm, đọt 2,1 ly, cân nặng là 220g nhé. Cái này cây số 13. 190.000. Mười bốn là cái cần này, chất liệu là fib nha mọi người, chất liệu là fib. Cái này chắc China xuất nhập. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75-80%, màu sơn hơi bị bạc nhé. Đây, dàn phan thì còn đá ok nhé. Đây. Đồ của nó đây, một lóng, hai lóng, ba, bốn lóng tất cả nha mọi người, bốn lóng. Bát vặn đây, kim loại. Đấy. Cái gần này dài 3m6, thu vào là 1m01, đột là 2,5 ly, cân nặng là 280g. Đấy. Cái này cái số 14. 190.000. Mười lăm là cái gần này, chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của cái gần này khoảng 80% trở lên, nó bị mắc cái nắp đại của cái đích của cái cần rồi, cái đuôi cái cần rồi. Đây, dàn phan của nó còn đá rồi ok nha mọi người. Đấy, đầu một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Đấy, cái cần dài 3m5, thu vào 1m02, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 160g. Đấy, mắc cái nắp đít nha, mắc cái nắp đít mình phải dán lại ra nhé. Đây là cây số 15, 150.000 nha mọi người. mười sáu là một cây cần này, có cụ hiệu gì, chất liệu là fib nha mọi người. Này, bát Fuji FS6. Cần này như cần tay mà chế khoan vào, cần tay mà chế khoan vào nhé. Đấy, cần này cần chế rồi theo nghĩ này, cái đọt này người ta cũng thay cái đọt thủy tinh này. Đấy, một hai lóng, ba lóng nhé, ba lóng.
cần tay chế nha mọi người, cần tay chế. Đấy. Này, chế này nó giữ luôn cái lóng chỗ này nè. Chỗ này mình thấy nó cọc giữ luôn cái lóng chỗ này nè. Đấy, thấy chưa? Đấy. Cái cần này dài 2,5 m, thu vào là 1,19 m, đọt là 1,2 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 16. Cái này 130 nghìn. Cần tay chế lại nhé. Số 17 là cái cần này. Giờ không còn tay mình xem cái hiệu gì, chất liệu là phíp nha mọi người. Này, bát FX5. Này, bị dính sơn rồi như thế này. Này, thấy chưa? Này, đọt của nó đây. Đọt của nó có bị gãy đọt nha mọi người, có bị gãy đọt. Mọi người về có thể hạ đọt xuống đây, cột cái đầu bu vào đây. Đấy. Nó kiểu như cần tay máy phụ á. Này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Mấy cái phàn nhỏ chỗ này có cái nó bị bứt hay sao, có cái nó bị bứt nha mọi người. Đấy, mọi người về mấy cái này mọi người về tự cọc lại nhé. Đấy, mình coi hỏng phàn đi. Cái này dài 2,8 m, thu vào là 1 m, thu vào là 86 cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 180 g. Cái này cái số 17. Một trăm nghìn nha mọi người. 100 nghìn. 18 là một cây cần tay. Đây, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80%, 75-80%. Đây, đọt của nó đây. Một, hai, ba, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,01 m, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cây số 18. 90 nghìn. Số 20. Này, cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% trở lên. Đây, đọt của nó đây. Một lóng, hai, ba, bốn, năm. Năm lóng. Thì giữa lóng số 3 với số 4 là hình như nó có bị gãy hay như thế nào đó. Người ta chêm cái gì vào rồi mình rút không hết nha mọi người nha. Đấy, mọi người về chế thì chế nhé. Chế lại gì thì chế. Đấy, ở lóng số 3 thì mình nghĩ là như nó bị gãy bị gì rồi, người ta chế thêm vào trong đấy rồi. Cần này dài 3,6 m này, thu vào 90 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 140 g. Cái này thấy bị chỗ đấy thì mình sẽ bán số 19. Cái này mình bán 100. 19, 100 nha mọi người. Rồi, cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Bán hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng thì mọi người cố gắng là mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận, xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị gãy vỡ, nứt gãy gì đó. Trong quá trình vận chuyển thì báo ngay cho mình để giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà cứ nhận hàng bừa rồi mới báo mình bị này bị kia nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.